Chào anh em nha anh em ơi. Tại sao cái bơm nhất độ á anh em, nó bơm cái lượng nhớt nhiều gấp 2-3 lần cái bơm nhớt zin anh em nha. Và cái độ bơm lẹ á, cái khi mà mình nổ máy á, là cái lực ép bơm nhớt á, đã lên tới đầu lòng rất là nhanh anh em. Thì hôm nay mình sẽ mở ra, mình so sánh giữa hai cái này nó có cái gì khác biệt mà cái bơm nhất độ nó lại mạnh hơn cái bơm nhớt zin nhiều hơn như vậy anh em nha. Thì đây là cái bơm nhớt TA anh em nha. Hôm nay mình so sánh trước cái bơm 100 đi, hôm sau mình sẽ so sánh cái bơm 110 để anh em gõ anh em nha. Để anh em thắc mắc thì hôm nay mình mở ra để mình so sánh cái cấu kiện bên trong, cái cơ khí bên trong nó như thế nào mà cái bơm độ này nó khi mình lắp lên thì bơm nhớt nó rất là mạnh anh em nha. Thì trước mắt thì cái bơm zin trước anh em nha. Đây bơm zin nè, nó bơm zin thì mình thay mình bỏ ra nè, đó. Thì cái bơm zin này á anh em, nó xài cái nguyên lý á, thì bơm zin hay bơm độ thì nó cũng xài cái bơm lý, cái bánh găng này nó sẽ ép, khi mà nhớt lọt vô đây nó sẽ quay tới, nó sẽ ép nhớt. Thì mình sẽ mở ra cho để anh em xem nè. Cái bơm nhớt này mình có bán trong chỗ hàng, anh em click vào góc trái màn hình chỗ này để tham khảo bơm nhớt độ này anh em nha. Đó. Đây là cái bánh găng này để nó ép nhớt nè anh em nha. Nó đây là của cái zin nè. Thì bây giờ mình sẽ mở cái độ để anh em tham khảo nha. Đây anh em nhìn cái độ và cái zin này nó khác biệt nè anh em, mà một nửa luôn anh em nha, nó khác biệt một nửa luôn, tại vì nói sao nó lại bơm nhất mạnh hơn như vậy đó. Anh em nhìn cái độ khác biệt của nó nè đó, và cái cánh nó cũng lớn hơn luôn anh em nha, nó cái cánh nó cũng lớn hơn luôn đó. Cái độ khác biệt rất là chân thật anh em nha, đã nhìn thôi là anh em sẽ biết cái nào nó bơm nhất mạnh hơn anh em nha. Và cái độ bền nó như thế nào á, thì cái này là cái nguyên một cái khối nhôm CNC nè anh em, nguyên cái khối nhôm CNC nha. Và đây là những cái cánh này là những cánh bằng thép, những cái cánh bằng thép cũng y như vậy đây, nó cũng y như cái zin, thì cái độ bền này nó cũng tương đối anh em nha, nó tương đương nhau, nhưng mà cái lượng mà bơm nhớt lên đó, nó ép bơm nhớt lên đó thì nó rất là lớn hơn anh em nha. Nó tuy anh em thấy nó gấp đôi vậy đây thôi, nhưng mà khi nó hoạt động là nó sẽ đạt cái hiệu suất cao hơn nhiều anh em nha. Nó thì hôm nay mình so sánh để anh em gõ nha, để anh em thắc mắc. Hôm sau có dịp mình sẽ mở ra một cái bơm 110. Thì 110 là thế nào là xài bơm nhất rồi. Chứ mấy cái bơm nhất này anh em có thể xài cho quay ớt 110 nè. Cho quay ớt 110 anh em lưu ý nha, quay ớt 110 và cái xe quay flash anh em, quay flash 110 á, quay flash á 110 á, gắn lắp được cái loại bơm 100 bơm ti này anh em nha. Thì anh em cứ tham khảo đi. Nếu như anh em không biết xe mình đang xài cái bơm nào á, thì anh em cứ lít lên mạng, anh em lít lên là bơm thay bơm nhớt của xe đó thì anh em sẽ nhìn nó giống như thế này nè. Nó giống như cái bơm này nè. Nè, nó giống vậy, nó như thế này anh em nha. Thì anh em lít vào, mình chỉ anh em, hướng dẫn những anh em nào mà không phải thợ mà không biết xe mình đang sử dụng cái bơm nhớt có giống như đây không, thì anh em cứ lít lên là thay bơm nhớt cho xe đó thì anh em sẽ thấy là người ta tháo ra là nó sẽ như thế này nè. Người ta tháo ra là nó sẽ như thế này thì anh em biết là xe mình có thể lắp được anh em nha. Nó giống là anh em cứ lắp được hoàn toàn cho mình. Nó khi mà người ta tháo ra anh em để ý nó giống cái bơm như thế này thì anh em cứ đặt hàng, anh em cứ đặt cái loại 100 này, anh em cứ lắp là bình thường. Thì cái này là giống gì, nó xài cho quay rim nè, quay rim 100 nè, quay ớt 110 và quay flash rồi đó, thì anh em xài cái này nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha.